Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động khởi nghiệp đã và đang được tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh với nhiều giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách cũng như khích lệ động viên. Nhờ đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp ngày càng gia tăng về quy mô, số lượng và từng bước hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó đáng chú ý nhất là việc Quảng Ninh đã giữ được đà tăng trưởng GRDP trên 2 con số, năm thứ 9 liên tiếp. Nhiều chỉ tiêu về văn hóa, xã hội con người của cả giai đoạn 2020-2025 đã thành công. Năm 2024, tỉnh cũng đặt mục tiêu tiếp tục phát triển thêm hơn 2.000 doanh nghiệp mới, nâng tổng số doanh nghiệp của tỉnh lên con số 20.000 doanh nghiệp. Khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển là hướng đi của doanh nghiệp công ty cổ phần thủy hải sản Tất Thành, thị xã Quảng Yên. Nhận thấy tiềm năng, giá trị của con hàu cửa sông, năm 2021, doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Cường đã đầu tư diện tích và hệ thống nhà xưởng để nuôi và chế biến hàu, hướng tới mục tiêu đưa sản vật này xuất khẩu sang các thị trường quốc tế. Việc áp dụng các công nghệ hiện đại cũng được doanh nghiệp này đặc biệt chú trọng nhằm gia tăng hiệu suất lao động và giá trị cho sản phẩm. Hiện doanh nghiệp đang có các thiết bị tiên tiến như máy đục, sâu vỏ hàu tự động có thể thay thế cho 8 đến 10 công nhân lao động, hệ thống sục khử khuẩn ruột hàu diệt vi khuẩn E. coli và tách kim loại nặng, hay như máy đóng gói công nghệ mát đảm bảo cho sản phẩm có thể tươi ngon đến 7 ngày. Đến nay, sau gần 3 năm hoạt động, doanh nghiệp đang dần khẳng định chỗ đứng của mình ở các thị trường quốc tế như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia với sản lượng từ 50 đến 100 tấn hàu vỏ và 10 tấn hàu ruột mỗi tháng. Sự lớn mạnh của doanh nghiệp cũng luôn gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của địa phương. Hiện doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 30-40 lao động thường xuyên và thời vụ. Chúng tôi luôn luôn đặt ra cái mục tiêu về bảo vệ môi trường rất là quan trọng và rất là cần thiết. Chúng tôi, doanh nghiệp chúng tôi đã thay thế hết toàn bộ những cái phao xốp thành những cái phao HDPE theo đúng tiêu chuẩn của Ủy ban tỉnh, và ngoài ra là chúng tôi đã làm những cái công tác bảo vệ môi trường rất là quy chuẩn. Thì hiện nay thì thị xã Quảng Yên đang thực hiện triển khai cái đề án nuôi trồng thủy sản trên biển với sản phẩm chủ lực là cái con hàu cửa sông, hàu đại dương. Thế thì để gia tăng giá trị cho sản phẩm, thì thị xã cũng đã có những cái tuyên truyền vận động và hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt các doanh nghiệp của địa phương đầu tư máy móc thiết bị để gia tăng giá trị sản phẩm gắn với việc xây dựng thương hiệu OCOP. Thì đối với thị xã thì cũng sẽ có cái định hướng và hiện nay đang thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, xây dựng các website, các trung tâm bán hàng OCOP của thị xã để làm sao mà phát triển cái con hàu đại dương cũng như là phát triển cái nghề nuôi biển của thị xã. Lựa chọn mục tiêu khởi nghiệp trên cơ sở khai thác lợi thế của địa phương cũng là hướng đi của doanh nhân Vũ Đình Phan, giám đốc công ty thiết bị khách sạn nhà hàng Fahoco, thành phố Hạ Long. Nhận thấy thị trường cung cấp giải pháp thiết bị, đèn trang trí cho nhà hàng, khách sạn, du thuyền còn bỏ ngỏ, anh Phan đã mạnh dạn kinh doanh ngành nghề này. Mục tiêu trước tiên là đáp ứng nhu cầu cho các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, rồi tiến xa hơn ra các tỉnh thành trong cả nước. Đến nay, doanh nghiệp này đang có hơn 100 đối tác với trên 1.000 dự án công trình trong phạm vi toàn quốc, doanh thu hàng tháng lên đến vài tỷ đồng. Cái quá trình mà đồng hành với lại Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cũng như là Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh để đưa các cái sản phẩm của mình phục vụ cho các khách hàng trên toàn quốc, thì Fauco ngày một là hoàn thiện hơn. Ngày một nâng cấp cao hơn, tìm kiếm các cái đối tác, các cái nhà cung cấp có chất lượng cao hơn với các cái chi phí hợp lý nhất. Đó. Thế đồng thời là Fauco cũng bồi đắp thêm các cái giá trị của bản thân doanh nghiệp để làm sao mà xây dựng cái thương hiệu Fauco trở thành một trong thương hiệu hàng đầu khi nói đến vật tư khách sạn nhà hàng là khách hàng có thể liên tưởng đến Fauco. Hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các ngành nghề kinh doanh ngày càng đa dạng. Mặc dù mới đi vào hoạt động chưa lâu,
nhưng phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Hạ Long đã và đang là địa điểm tin cậy của nhiều người bệnh. Với phương châm lấy sức khỏe của người dân lên hàng đầu, phòng khám đã đầu tư các hệ thống trang thiết bị chuyên ngành hiện đại và tập hợp được đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên có trình độ, kinh nghiệm về khám, điều trị các bệnh liên quan đến đau dây thần kinh, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp, phục hồi chức năng sau tai biến. Thực tế là trong quá trình hình thành và phát triển từ tháng 1 năm 24 thì phòng khám đã được Hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh rất là quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện, kết nối để các doanh nghiệp có thể tiếp cận được với phòng khám. Và sắp tới thì phòng khám cũng rất là mong muốn, hy vọng là Hội Kết nối Sản phẩm Quảng Ninh cũng như là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tạo điều kiện kết nối hơn nữa để cho phòng khám sẽ triển khai được các dịch vụ tới từng gia đình của Hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng như là chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghệ 4.0, nhiều doanh nhân trẻ trong quá trình khởi nghiệp cũng đã và đang tận dụng thế mạnh của công nghệ, khai thác nền tảng số để gia tăng giá trị kinh doanh, mở rộng đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu như anh Phan Mạnh, chủ cơ sở sản xuất xá sùng Mạnh Nhung, thành phố Hạ Long. Ngoài việc bán hàng theo các mối hàng truyền thống, bắt nhịp của xu thế thương mại mới, anh Mạnh cũng đã lập kênh TikTok, thường xuyên livestream bán hàng và giới thiệu sản phẩm của cơ sở. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của cơ sở ngày càng khởi sắc với nhiều bạn hàng trên toàn quốc. Hiện các mặt hàng như xá sùng tươi, xá sùng khô, nước mắm xá sùng của cơ sở sản xuất xá sùng Mạnh Nhung đang lượng tiêu thụ ổn định với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Mình cũng đang học tập các cái kênh livestream ở như kiểu dạng là TikTok. TikTok đang là một kênh rất là phát triển và mình cũng đạt được nhiều cái doanh số ở trên kênh đấy. Ngoài ra thì mình cũng đang phát triển thêm cả các trang fanpage của Facebook, rồi chạy quảng cáo ở trên các nền tảng như chạy web. Thì các nền tảng đấy đều là rất là mới và các bạn trẻ cũng đã vào rất là nhiều, thì mình cũng đã có khá nhiều lợi nhuận ở trên các cái kênh đấy. Còn với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ số Hải Sơn, thành phố Uông Bí, lấy công nghệ làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng luôn chú trọng cập nhật những tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong nước và thế giới để cung cấp cho khách hàng, đối tác những thiết bị tân tiến, ưu việt nhất. Với mục tiêu giá trị đi kèm chất lượng, doanh nghiệp phấn đấu trong năm 2024 này sẽ mở rộng thị trường, cung cấp thêm nhiều mặt hàng, mẫu mã mới liên quan đến điện thông minh, năng lượng mặt trời cho dân cư các khu đô thị, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Những giải pháp cho năm 2024 và những năm tiếp theo thì chúng tôi đã vạch ra một số các cái mục tiêu cụ thể, ví dụ như là lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng, lựa chọn những cái đối tác khách hàng đáng đủ tin cậy và tạo được niềm tin cho đối tác, cho các cái khách hàng và chăm lo đến đời sống cán bộ. Theo thống kê, năm 2023, tỉnh Quảng Ninh thành lập mới được 2.731 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, qua đó đã tạo ra hơn 21.000 việc làm tăng thêm, tăng 5% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp đã đóng góp vào tổng thu thuế, phí của tỉnh trên 28.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 82% tổng thu thuế, phí toàn tỉnh. Ngoài việc đóng góp vào phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn. Hàng trăm tỷ đồng còn được các doanh nghiệp đóng góp ủng hộ các hoạt động xây tặng nhà tình nghĩa cho các hộ dân nghèo vùng biên giới, biển đảo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, tặng quà trong các dịp lễ Tết cho các gia đình có hoàn cảnh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các hoạt động giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn Luha International, thành phố Hạ Long, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Công ty luôn ưu tiên lựa chọn nguồn dược liệu đến từ thiên nhiên, trong đó ưu tiên những dược liệu của vùng Đông Bắc để cho ra thị trường những sản phẩm lành tính nhất với người tiêu dùng. Với tôn chỉ kinh doanh gắn bó với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, bên cạnh việc hỗ trợ đầu ra cho dược liệu địa phương, doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh, thiện nguyện.
khi mà có một cái mong muốn là sẽ phát triển được những cái sản phẩm được trồng từ quê hương của mình, từ dược liệu từ Quảng Ninh, thì mình cũng đã có một cái mục tiêu là sẽ góp phần công sức nhỏ bé của mình vào một cái việc có thể giúp cho nhiều người khó khăn hơn mình. Chính vì vậy là Hà Thảo Mộc Luha International quyết định là trích cái lợi nhuận trên mỗi cái sản phẩm bán ra là từ 1.000 đến 5.000 đồng trên một sản phẩm để cho vào quỹ thiện nguyện, để hàng tuần, hàng tháng, hàng quý chúng mình có những cái chương trình thiện nguyện tới vùng sâu vùng xa, cũng như là nấu những cái bữa cơm không đồng cho người khó khăn. Với mục tiêu thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, Quảng Ninh là một trong số ít địa phương trong nước thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả của câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp ở 13 trên 13 địa phương. Điển hình như câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp thành phố Hạ Long. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho các thành viên, bồi dưỡng kiến thức, trao dồi kỹ năng, giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, tạo cơ hội kinh doanh. Đến nay, câu lạc bộ thu hút được 33 thành viên, trong đó nhiều doanh nghiệp đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp về thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ thiện. Ngoài hoạt động của các câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp, tỉnh cũng đã và đang dành nhiều sự quan tâm cho mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, như tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về khởi nghiệp, cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng vườn ươm khởi nghiệp, tạo điều kiện về giải quyết thủ tục hành chính, vay vốn ưu đãi, tư vấn hỗ trợ pháp lý, thuế. Cùng với đó, ban hành chính sách mang tính động lực như Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐ-NC của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 14 tháng 4 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển doanh nghiệp. Tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững đến năm 2025, nhằm góp phần tạo động lực, thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tích cực đóng góp cho ngân sách, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Song song với đó, Quảng Ninh cũng luôn tập trung thực hiện nhiều giải pháp để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo, tạo môi trường bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực giữa các thành phần doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tỉnh cũng không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm trong phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp. Có thể khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng đã và đang có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và an sinh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh sự chủ động vượt khó vươn lên của doanh nghiệp, thời gian tới các doanh nghiệp cũng rất cần sự đồng hành, chung tay của các cấp chính quyền để tiếp tục phát triển ổn định, bền vững hơn.